You know what? Yeah, I said a little rapper production. Mắt em thật, rồi từ ngày hôm đó anh đã cố gắng vì em lại. Nhưng em toàn nhắn anh buông tay anh để lệ anh ra suốt đêm dài. Anh chưa bao giờ ép buộc em làm gì cả, với là anh đâu có sai. Tại sao vậy mà tại sao mày để cho người yêu tôi đi cùng với gió hài. Cuộc sống tự do đối với em là không có anh ở bên cạnh. Để cho em mở nụ cười đứng em, nhưng anh càng ngay mà bên anh. Anh đi kỹ lắm để rồi mình yêu mình anh trong đêm lạnh. Mọi giấc mộng đẹp giờ đã tàn nhanh. Tại là em hãy là nhà với anh đi, chứ đừng bỏ anh đi tìm người khác. Em làm như vậy đâu cái gì cầm dao đâm vào tim anh 10 nhát. Chết em làm sao đây, làm sao để em hiểu được anh. Một tháng 10 ngày chưa, chỉ mong thời gian trôi ngược nhanh. Và anh có thể sửa lại quá khứ, không để em rời xa anh nữa. Để hứa sẽ bảo vệ em như thời đêm của anh, nhưng ngôi nhà mà không cửa. Cứ ra cứ vào làm gì thì làm mà kệ thiên hạ thôi. Yêu nhau hôm nay ngày mai chia tay chỉ là do duyên mà thôi. Đôi khi trong tôi